Dài dữ. Dài dữ. Hết pin. Mặt đi ngoài nước mình nó đầy. Dạ. Còn bên xả nước dưới đầy không? Dạ. Dạ. Để chạy thông mà. Dạ. Mọi người phá đi chứ. Tắt lửa về, tắt lửa. Đủ thứ ở dưới thôi. Gác bao ni lông. Như vậy nó đang ngập nước là tự thấy nó ọt nước thì chảy. Không rồi nó phải chảy chứ. Ai biết là tưởng sao qua đây. Chưa đâu. Còn nhiều lắm. Một phòng thôi, mấy anh chưa đã. Gót từ lưa ở dưới. À, lấy cái thùng đồ ghê cũng đâu phải ra hầm này đâu. Đâu phải ra hầm này đâu. Đâu phải hầm này đâu mà. Nó có cái ống này nè. Không phải, không phải ra hầm này. Vậy là làm trong nhà. Nó đi thẳng một phát một mười mấy mét luôn.
Thế là nó ở trong nhà hôm đó không có làm được hôm khác đâu hôm nay. Hôm nay ngủ bán ghét luôn chứ đâu phải là cái hôm đó là cái hôm của cái nhà kia thôi. Ở ngoài đó có ba ống rồi đó đó. Ở ngoài đó có hai ống 90, hai ống 114 với một ống 90. Ở ngoài cái hầm cống chạy. Dạ. Để lọc xuống hầm luôn, ở ngoài cống rồi đó. Đi đây đi 15 mét mà. Dạ. Ở đây bắt 2 ống 114. Ở ngoài cái hầm đó không liên quan gì cái khu vực trọ này hết á. Cái hầm đó là của cái nhà này. Hầm đó là giống như hầm cầu á. Qua kêu mấy phòng kia xả nước lên cho nó coi khác ra. Trời ơi. Trời. Chơi nước rồi. Mình đã hút cái đó. Không, không.